Rồi, bắt đầu nha mấy em. Xin giới thiệu với các bạn bài học về giải phẫu cột sống của hệ thống miễn dịch. Đây là kiến thức cơ bản nền tảng của cái trường miễn dịch. Các bạn đây đó, sẽ giới thiệu cho các bạn về hai phần. Thứ nhất là tế bào tham gia vào đặc biệt. Trước tiên về tế bào tham gia cái đặc biệt của mình đó, thì chắc chắn là tế bào bạch cầu rồi. À, thì bây giờ khi mà các bạn nhìn cái sơ đồ ra đó, các bạn thấy là trong tế bào máu chúng ta đó, thì có ba loại tế bào chính, đó là gì? Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Và tất cả những tế bào này được phát xuất từ tế bào gốc và tủy xương tạo ra. Thì tế bào miễn dịch đó là tế bào thực hiện việc bảo vệ cơ thể của ta trong lệnh tất nhiên là bên ngoài hoặc là bạn đấy nhé. Sẽ giới thiệu cho các bạn về hai phần. Thứ nhất là tế bào tham gia vào đặc biệt. Trước tiên về tế bào tham gia cái đặc biệt của mình đó, thì chắc chắn là tế bào bạch cầu rồi. À, thì bây giờ khi mà các bạn nhìn cái sơ đồ ra đó, các bạn thấy là trong tế bào máu chúng ta đó, thì có ba loại tế bào chính, đó là gì? Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Và tất cả những tế bào này phát xuất từ tế bào gốc và tủy xương tạo ra. Thì tế bào miễn dịch đó là tế bào mà thực hiện việc bảo vệ cơ thể chúng ta trong lành, tất nhiên là bên ngoài hoặc là những cái cấu trúc bên trong cơ thể chúng ta biến đổi thành thành cái cấu trúc lạ, thì nó sẽ có tác dụng loại trừ những chất đó cho cơ đi. Thì để thực hiện cái đó chính là vai trò của bạch cầu. Thì bây giờ bạch cầu alo, trước tiên về tế bào tham gia cái đặc biệt của mình đó, thì chắc chắn là tế bào bạch cầu rồi. À, thì bây giờ khi mà các bạn nhìn cái sơ đồ trên đó, thì các bạn thấy là trong tế bào máu chúng ta đó, thì có ba loại tế bào chính, đó là gì? Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Và tất cả những tế bào này được phát xuất từ tế bào gốc và tủy xương tạo ra. Thì tế bào miễn dịch đó là tế bào mà thực hiện việc bảo vệ cơ thể chúng ta trong lành, tất nhiên là bên ngoài hoặc là cái cấu trúc bên trong cơ thể chúng ta biến đổi thành thành cái cấu trúc lạ, thì nó sẽ có tác dụng loại trừ những chất đó cho cơ đi. Thì để thực hiện cái đó chính là vai trò của bạch cầu. Thì bây giờ bạch cầu chuyện đó. Sẽ trình bày nó rõ hơn từng yếu tố một. Đầu tiên á, yếu tố đại dạng là sao? Nghĩa là tế bào lympho của mình á, là nó khả năng với những dạng của tất cả các miền cấp ở trên đời, ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Bất cứ thời điểm nào khi có các cái nguyên lạ xâm nhập vào cơ thể mình, thì cơ thể mình đó, tế bào lympho của chúng ta thì sẽ nhận dạng được cái những cái nguyên lạ đó. Và các bạn nhớ rằng á,
thì chính tế bào lympho của mình đó, lympho của mình đó thì gồm có hai loại tế bào là lympho B và lympho T. Thì cái phần hình dạng của viên lạ đó thì ở lympho B người ta gọi là B cell receptor của lympho B, còn ở trên tế bào T thì là T cell receptor là thuộc về của tế bào T. Là chính cấu trúc đó sẽ nhận dạng quyết định căn nguyên ở trên mặt của cái viên lạ của mình. Thứ hai, đặc điểm thứ hai là gì? Là tính đặc hiệu, nghĩa là khi mà cái TCR hoặc PCR nó nhận dạng cái quy định căn nguyên trên bề mặt căn nguyên đó, thì nếu như cái căn nguyên đó mà cái nguyên nhân quyết định đó mà thay đổi cấu trúc một vài acetamin đó, thì cái TCR hoặc PCR sẽ không nhận dạng được. Về các cơ quan của hệ thống miễn dịch đó, thì một cách tổng quan đó, người ta sẽ chia làm thành gì? Hai loại cơ quan. Thứ nhất là to lympho nguyên phát, thì người ta có sách người ta gọi là to lympho trung tâm. Cái thứ hai thì là to lympho thứ phát, hay còn gọi là ngoại vi. Thì bây giờ tại sao người ta chia làm hai nhóm cái cơ quan này là do liên quan đến chức năng của to lympho đó làm cái gì. Ví dụ nếu như cái cơ quan lympho đó cực kỳ chức năng huấn luyện đào tạo, thì người ta sẽ xin cái to lympho đó và to lympho nguyên phát. Như vậy tại sao phải huấn luyện và đào tạo? Vì các bạn biết rằng là các lympho của chúng ta như lympho T và lympho B, hai lympho này được tạo ra ở tuyến xương. Nhưng khi nào tạo ra tuyến xương, khi tạo ra thì được hoàn toàn chưa có chức năng. Tức là gì? Khi gặp các nguyên lạ nó không làm được gì hết. Hay nó khác đi là chưa có chức năng miễn dịch. Thì tại sao như vậy? Bởi vì là chưa được huấn luyện. Là những tế bào lympho T, B đó gọi là tế bào lympho naive, là thơ ngây, chưa biết gì. Cho nên chúng ta muốn có những tế bào lympho B, lympho T và thực hiện được chức năng của mình đó, thì bắt buộc những lympho B của tế bào sẽ được huấn luyện đào tạo ở những tế bào lympho nguyên phát, sau đó trở thành những tế bào lympho B và T có thẩm quyền miễn dịch. Thì ở đây á, chúng ta sẽ có hai tế bào lympho nguyên phát, đó là gì? Đó là thì từ tiếng Anh gọi là thymus, và thứ hai là khung xương, từ tiếng Anh chúng ta là bone marrow. Thì bây giờ đối với tuyến tích ấy, chính là nơi đào tạo của lympho T, còn bone marrow là nơi đào tạo của lympho B. Rồi những cơ quan thứ hai chúng ta đề cập tới là gì? Là gọi là lympho thứ phát, gồm có nhiều loại cơ quan khác nhau. Thì cái cơ thứ phát này thực hiện cái chức năng là gì? Là để cho những tế bào lympho của ta được huấn luyện tiếp xúc với những căn nguyên lạ để thực hiện việc tăng cường miễn dịch chống lại những căn nguyên lạ đó. Cái hình này sẽ cho thấy các bạn cách gọi của lympho. Thì nguyên phát ở đây chúng ta có cái tuyến tích, thì tuyến tích là cái tuyến tích giống như con bướm tập sau sự nước ở vùng thất, cách thứ hai là tuyến xương. Còn những cơ quan còn lại ví dụ như là cái hạch lympho nó bao gồm nè hạch lách nè rồi chờ cung thất nè rồi hạch cung thất hạch bèn nè và các hạch đặc đối với da ở ta, thì tất cả đều là cơ quan lympho phát. Cái cơ quan lympho nguyên phát đầu tiên gặp tới chính là tuyến ức hết. Thì cái tuyến ức này nói nhắc lại, đây là nơi đào tạo lympho T. Thì các bạn thấy về cái đọc lượng của tuyến ức chúng ta đó thì sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi. Sơ sinh là khoảng 10-15 gram, người như thế 30-35 gram, xin lỗi 30-50 gram, người già là ít hơn 15 gram. Thì với cái theo dõi về cái đọc tuyến ức chúng ta theo độ tuổi từ trường đồng là nghĩ thẳng trường đồng, chúng ta nghĩ được cái khả năng gì là những vị thầy nhân là bị chức năng cơ thể họ rất là khỏe mạnh. Thì các bạn nhớ một bài giả xưa ta nói là tuổi 7 về cái xương trong, thì thời điểm đó là tuyến ức rất mạnh, cho nên nó tổng lượng rất là nặng và cái khả năng nó huấn luyện rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà cái chức năng tập dịch rất là ok vào thời điểm vậy. Thì nhưng khi càng lớn tuổi người già thì cái tuyến ức chúng ta ngày càng teo lại, cho nên cái chức năng nó không tốt, cho nên người già hay bị cái bệnh, ví dụ như là bị mắc bệnh nhiễm trùng mãn tính nè, cấp tính nè, hoặc là bị ung thư. Thì bây giờ ở góc độ này anh chị nghĩ nếu như chúng ta có một cái công nghệ nào
nào đó, một cách thức nào đó mà chúng ta làm sao cho người già khi lớn tuổi nó không giảm đi trọng lượng mà trọng lượng nó vẫn giữ nguyên và thực hiện được chức năng của nó, thì có thể là một cái phương thuốc cải lao hoạt động hay nhất. Trước khi mình đi vào cái nói vấn đề đào tạo kiến thức thì xin giới thiệu cho các bạn sơ sơ về khái niệm PCR và PCR. Thì bây giờ về level của chúng ta, ở đây chúng ta có hai loại level là level B và level D. Thì trên level B thì các bạn nhìn cái hình ở phía góc bên tay trái của các bạn thì đó là giới thiệu cho các bạn là PCR receptor hay là gọi người ta là PCR. Còn bên tay trái theo từ tay phải của mình là T-cell receptor hay T-cell. Đây là hai cấu trúc để nhận dạng các nguyên lạ và nhận dạng các trường hợp MHC. Đây là một cấu trúc mô học của cái ước của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy tất cả có hai phần. Cái phần cục vỏ và phần tủy. Và về cấu trúc bên trong thì gồm những loại tế bào khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy những tế bào nó hình mà giống hình dạng giống tế bào lympho, nó màu hình nồng, màu nồng thì đó chính là ít bào. Thì ít bào là gì? Ít bào chính là những tế bào lympho T là do tủy sống chúng ta tạo ra. Nhưng những tế bào lympho T này chưa có trưởng thành, chưa có thoát miễn dịch, cho nên khi được đưa đến tuyến ức ta gọi là ức bào. Rồi bên cạnh những ức bào chúng ta sẽ thấy những tế bào nuôi nấm sẹo. Các bạn thấy hình giống như chữ C, hơi đông đông giống như chữ C. Thì tế bào này là gì? Đó là tế bào này nó sẽ cung cấp những cái dinh dưỡng cần thiết để mà cái ức bào có thể gia tăng số lượng. Rồi đi sâu bên trong nữa, hướng về phía tủy nhé, chúng ta sẽ thấy loạt tế bào màu hồng. Thì tế bào này gọi là gì? Là tế bào biểu mô vỏ. Và thì trên tế bào biểu mô vỏ này nó mang nhiều cái phần tử MHC lớp 1, MHC lớp 2. MHC là gì? MHC là phần hợp hóa học mô. Và các bạn sẽ học kỹ hơn cái mô này ở một cái bài MHC hoặc là bài HLA từ cho những thầy khác sẽ trình bày. Rồi đi sâu vào bên trong là chúng ta thấy những tế bào màu tím. Cái tế bào này gọi tên là tế bào răng. Các bạn nhìn thấy nó giống như là cái răng trong bộ cạo trên mặt giới đó. Thì trên tế bào màu tím này đó, tế bào răng này đó, nó sẽ mang phân tử MHC lớp 1, lớp 2. Tuy nhiên, nó còn mang thêm những protein của chính bản thân cơ thể mình. Rồi, thì bây giờ cái quá trình là như thế nào? Nhắc lại, tuyến của ta là nơi đào tạo của lực lượng T. Và để mà đào tạo đó, thì khi mà các bạn vào trường học đó, thì bắt buộc các bạn phải thông qua những cái giáo trình. Thì ở đây là ức bào và chị sẽ trải qua hai quá trình là gì? Chọn lọc dương tính và chọn lọc âm tính. Thì quá trình này diễn ra như thế nào? Điều tiên các bạn thấy khi mà vào cái level T chưa trưởng thành vào trong tuyến ức thì chúng ta có ức bào. Thì ức bào và khi vào ở vùng bò mà nó gia tăng số lượng. Thì trong quá trình gia tăng số lượng này thì có một lượng ít cái ức bào ta chết đi bằng hiện tượng apoptosis, nhưng cuối cùng là lượng ức bào sẽ nhiều hơn cái lượng ức bào từ ngoài máu đi vào trong cái tuyến ức của ta. Rồi sau đó ức bào tiếp tục đi sâu bên trong, và khi sâu bên trong sẽ gặp cái tế bào màu hồng hay còn gọi là tế bào biểu mô vùng cỏ. Thì các bạn thấy rằng là khi hai tế bào tiếp xúc với nhau đó, thì nó dẫn diễn nhau nhờ gì? Nhờ những cụ thể có mặt ở trên tế bào. Là ở trên ức bào chúng ta sẽ có thụ thể tương ứng, và trên tế bào biểu mô vùng cỏ cũng có được thụ thể tương ứng. Thì và thụ thể ở tế bào biểu mô vùng cỏ chính là gì? Chính là thụ thể MHC lớp 1, thụ thể MHC lớp 2. Và trên ức bào chính là gì? Chính là TCR. Và khi nó dẫn dạng được khi hai thụ thể đi dẫn dạng được với nhau, thì chính cái tế bào màu hồng hay tế bào biểu mô vùng cỏ đó sẽ tiết ra những cái tín hiệu cho phép cái tế bào chúng ta sống còn, sống sót, phát triển tiếp. Còn trường hợp nếu không nhận dạng được thì những tế bào này sẽ không nhận dạng được tín hiệu đó, thì tế bào chúng ta sẽ trải qua quá trình apoptosis, chết theo chương trình. Rồi sau đó
cái tế bào còn sống là tiếp tục đi sâu bên trong, sẽ gặp cái tế bào một tiếp. Thì đây chính là gì? Là tế bào răng. Thì bây giờ đó, và khi mà gặp cái tế bào răng này đó, thì các bạn thấy là cũng có hai sẽ ra là thứ nhất hình dạng được và không hình dạng được. Thì ở đây vừa từ trường hợp bắt trên là nếu nhận dạng được á, thì tế bào nó sẽ chết, mà không nhận dạng được thì tế bào sẽ sống và sẽ đi vào tủy và đi vào máu và trở thành lem phổi tê trưởng thành. Thì cái phần mà cái thức bào bệnh gì gặp tế bào màu hồng á, ở tế bào biểu mô bỏ đó, thì cái quá trình đó gọi là gì, là chọn lọc nhiều tinh. Rồi cái thứ hai, khi thức bào bệnh gì gặp tế bào màu tím, tế bào màu răng á, thì đó gọi là gì, là chọn lọc âm tính. Với cái hình này sẽ cho giới thiệu với các bạn thế nào là chọn lọc dương tính ha. Thì trong chọn lọc dương tính, nhắc lại là khi cái ước bào của anh chị đó mà thuộc về tương ứng cái bề mặt chính là tế xe đó, và nó tiến tới lọc tế bào biểu mô phụ bỏ, và cái bề mặt nó có ba mươi phần tử MHC lớp một, MHC lớp hai. Nếu như nó nhận dạng được thì tế bào nó sẽ sống ha. Còn nếu không nhận dạng được thì tế bào nó sẽ chết và gọi là apoptosis. Thì đó là nội dung của cái chọn lọc dương tính. Và với hình bên dưới sẽ giới thiệu cho các bạn các cụ thể. Ví dụ ở trên tế bào chúng ta là TCA, còn trên bề mặt tế bào biểu mô phụ bỏ chúng ta thì chỉ là MHC. Thì ngược lại, đối với chọn lọc âm tính đó, là gì? Là khi mà cái tế bào bên chị á, mà gặp cái tế bào răng á, mà trên tế bào răng có MHC lớp 1, MHC lớp 2 và đồng thời mang của những chính bản thân cơ thể mình. Nếu như nó nhận dạng được thì những tế bào đó sẽ chết, còn nếu không nhận dạng được thì tế bào đó sẽ trở thành tế bào lên phương tiện trưởng thành của tầm nhiễm chính. Thì đó là nội dung trong bản tin. Thế gì như vậy, vấn đề là tại sao? Tại sao tôi chọn là bản tin thì có vẻ là nó ngược đi cái chiều hướng ngược đi so với cái chọn của chủ tịch. Thì để giải đáp cho vấn đề này, tôi sẽ trình bày rõ hơn cho các bạn ở slide sau. Cái slide này giới thiệu cho các bạn cái gì? Giới thiệu cho các bạn biết rằng là cái TCR, cái phần tử TCR thì bản chất nó là protein, cho nên nó cũng là được tổng hợp từ trong gen. Thì bây giờ ở đây trong gen, trong nhân chúng ta đó, thì anh chị thấy á, là để tạo được cái phần tử là TCR hoàn chỉnh đó, thì chúng ta cần có rất nhiều cái công dụng khác nhau. Ví dụ chúng ta cần phải có đoạn B, chúng ta cần phải có đoạn C, chúng ta cần phải có đoạn C, đúng không? Yeah. Và về cuối cùng á, là chúng ta có gì? Chúng ta có D, D, C, C. Yeah. Thì bây giờ các bạn nhìn cái hình trên cùng hết á, ví dụ chúng ta cần một cái gen V. Thực ra V á, thì ở đây chị thấy có bao nhiêu V? Có thực ra trên hình thấy chỉ có V một, V từ cái N, tức là có rất nhiều V. Rồi V đoạn C chúng ta cũng có rất nhiều đoạn C khác nhau. Rồi C chúng ta cũng có rất nhiều C khác nhau. Cho nên đó, cái nguồn gen trong thân như vậy đó, thì các bạn thấy là thực tế chúng ta chỉ cần có một V, một D, một C thôi. Thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ thì trong quá trình mà từ trong nhân mà để trở thành một cái đoạn ARN thông tin đó, của cái V, D, C đó cho cái đoạn cái TCR nào đó, thì đó là một quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên. Tức là từ rất nhiều V chúng ta nó lấy một cách ngẫu nhiên một V, rất nhiều G lấy ngẫu nhiên một cái C, rất nhiều C lấy ngẫu nhiên một cái C, để cuối cùng hình thành nên một cái chuỗi có V, D, C. Và từ trung nhân thì để làm được chuyện đó nó phải trải qua một quá trình sao che rồi bắt đoạn chuyển đoạn vân vân, và cuối cùng hình thành nên cái một cái đoạn ARN thông tin chuẩn mực để tạo nên TCR cho một tế bào đơn phân T nào đó. Thì như vậy có bao nhiêu trường hợp xảy ra? Vô số trường hợp xảy ra. Chính vì vô số trường hợp xảy ra như vậy đó, cho nên để mình anh chị sẽ nhớ như thế này, là một cái
dụng cái chân của tế bào DPT chúng ta đó để tạo nên một cái phần tử ARN thông tin đó, thì chúng ta sẽ có vô số trường hợp xảy ra, đúng không? Thì cái vô số trường hợp xảy ra nó nghĩa là sao? Nghĩa là cái có khả năng cái tế bào DPT đó sẽ tạo ra một cái TCR dẫn dạng được protein lạ và cả protein quen luôn, vẫn quan trọng được protein quen, thì cái quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên. Rồi sau khi chúng ta có được cái ARN thông tin xong đó, thì cái đoạn này sẽ nằm ở đoạn bào tương, và từ đoạn bào tương này sẽ các ribosome sẽ tiến tới được 3 acetamin 1 trường, và cuối cùng chúng ta tạo ra một cái protein TCR hoàn chỉnh. Và khi chúng ta có một TCR hoàn chỉnh như vậy đó, thì mỗi một tế bào á, là chỉ có duy nhất một ARN thông tin, và một tế bào chỉ tạo được một TCR nào đó mà thôi. Nhưng cái khả năng từ trong nhân á, để tạo ra một cái ARN thông tin đó là có vô số trường hợp xảy ra. Nhưng khi đã có một ARN thông tin rồi, thì ARN thông tin đó sẽ là gì? Là không đổi. Còn lưu ý ha. Rồi, chính vì cái lý do cách đa dạng như vậy á, cho nên á, cơ thể chúng ta có nguy cơ gì sẽ tạo ra được cái DPT, và chính DPT này nó mang những TCR dẫn dạng được các nguyên chính bản thân anh chị chúng mình. Thì bây giờ khi mà TCR DPT và dẫn dạng được protein của chính mình á, thì nó sẽ hoạt hóa hệ thống miễn dịch và dẫn đến gì, sẽ tấn công cái protein của chính mình, thì cái điều đó hoàn toàn không được cho phép, đúng không các bạn? Cho nên trong cái quá trình chọn lọc về mà trong thiếu của chúng ta đó, đặc biệt là cái chọn lọc âm tính đó, là những cái TCR nào, những cái protein nào mà nhận dạng được protein của chính bản thân mình trong giới hạn định nghĩa về mặt C là 1 hoặc là 2, thì những cái protein đó bắt buộc phải chạy, các bạn hiểu chưa? Cho nên chỉ cho những cái protein trên bề mặt có TCR không nhận dạng protein của chính bản thân mình, thì những cái protein đó mới trưởng thành và trở thành lem phụ tê có thập biệt biến dịch. Rồi sau cuộc đời của nó sau này sẽ như thế nào? Cuộc đời của nó sau này sẽ gì? Là chỉ nhận dạng những cái protein lạ mà thôi. Thì bây giờ đối với thứ hai là tủy xương, mình có một lem phụ biện pháp thứ hai là tủy xương á, thì hiện nay đó ta biết rằng ở con gà đó, ở cái túi bụng xa đó là chính là nơi đào tạo của lem phụ biện. Thì nói chung cái túi này cũng đúng nằm ở gần cái hậu môn của con gà, thì nó chung những cái loại lòng thủ chi vân vân. Thì bây giờ đối với con người chúng ta, người ta cũng chưa biết nhiều về cái quá trình đào tạo lem phụ biện diễn ra ở tủy xương như thế nào, nhưng chỉ biết rằng tủy xương là nơi tạo ra lem phụ biện chưa trưởng thành, và cũng chỉ tủy xương ở vùng nào đó cũng là nơi lem phụ biện trở thành một lem phụ biện có thẩm quyền miễn dịch, nghĩa là nó chỉ nhận dạng được các nguyên lạ mà không nhận dạng được các nguyên. Thì quá trình đó người ta chỉ vẫn chưa biết cụ thể, cho nên chúng ta chỉ dừng ở mức như thế này thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu sang qua lên phương thức phát ha. Ví dụ đầu tiên các bạn thấy cái hạt này, gạch của chúng ta. Rồi kế tiếp chúng ta thấy lách này. Rồi kế tiếp là cấu trúc mô lớp level nằm ở niêm mạc này. Thì những cái level thứ phát này á, mục đích chúng ta là gì? Mục đích nó để tạo điều kiện thuận lợi để mà cho những level T của level nói chung A, T, B cũng được huấn luyện ở tiếp tục ở level T, ở tủy xương của level B, thì nó sẽ gặp ở những cái nguyên lạ, và khi sao gặp đó thì ta đã sẽ kích hoạt level T B cũng được huấn luyện để đáp ứng dịch chống lại những cái nguyên lạ đó. Rồi, giờ đây là mình xong bài thứ nhất ha.